Rồi, xin chào các bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn là lục tứ ngũ đủ các loại luôn các bạn nhé. Và về một lô hàng hơn 1.000 bộ. Bác nào muốn lấy số lượng lớn thì bọn em có giá đẹp cho các bạn. Đây, quay tứ cho bạn xem nhé. Từ chín xoài cao đây, chi chung bên em chỉ sản chơi mỗi dòng chi này thôi các bạn nhé. Tứ nhá, tứ tiếp đến là ngũ. Đây là ngũ. Đấy, đây là ngũ. Ngũ này là ngũ xoài thấp. Ngũ dáng xoài thấp. Ngũ dáng xoài thấp các bạn ơi. Tiếp đến là tam này. Tam dáng mắc lai đây các bạn. Lấy xa bờ rất lên đấy tao. Đây là vuông bềnh đấy các bạn. Tiếp đến là vuông bềnh. Các bạn xem. Đây vuông bềnh. Tay rất bén. Gọi bánh bình này như này có chuột. Bình rất đẹp. Tay dài rộng bám cá. Đây. Đây. Thứ 8. Thứ 8 xoay cao đây. À, xoay thấp. Chi bằng từ 8 xoay thấp chi bằng và bánh đầu cần lên rất nhanh, đầu cần nước sâu, dáng rất đẹp. Rồi Hải đang giới thiệu các bạn dáng cơ bản bánh đục. Em tiếp nữa thiếu ngũ 10 này. Hiểu quá. Mấy kê tạm cho các bạn giá cơ bản hay thường dùng bán nhiều trên thị trường. Đây là ngũ ngũ muội dáng xoài dáng thúng. Đây là thúng rất đẹp, chống đật, từ 10 trở lên thì nó có chống đật như vậy. Quay tất cả các loại lưỡi này về một lô đây. Đại lý lấy liên hệ số điện thoại của Hải Đăng Fishing ở trên web hoặc là trên web đồ câu hải đăng.com hay nữa là trên Facebook đồ câu hải đăng, trên trang Facebook đồ câu hải đăng. Đủ số rất nhiều. Hải đang đang phân phối lễ lục quả bác Sương Phương Spay. Bác nào lấy số lượng lớn đại lý có thể inbox trực tiếp hoặc gọi điện điện thoại số điện thoại ở trên trang web. Hải đang Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang Fishing.